Rồi để tiếp tục cái video đăng bán ngày hôm nay thì mình gửi cô chú chị hình ảnh của lô đực kem ha. Đó thì lô đực này thì đó em nói lô đực này thì rất pin lực luôn cô chú chị. Tướng ta cấp mình thì con nào nấy thì em nói đít nở dài nở không, xương sóc lực cũng rất to. Đó thì bò này cũng lụng 7 tháng tuổi tên của chú chị. Đó 7 tháng tuổi rồi, chiều cao thì nói chung thì mấy con bò này chiều cao cũng dao động ngang ngang nhau của chú chị. Đó chiều cao nó dao động thì 1m10, con thấp nhất là 1m15 ha, còn con cao nhất là 1m17 18 bò cô chú chị. Thì em báo từ 1m15 tới 1m17 18 bò ha. Đó nhưng ba con này thì em nói cái giá rất yêu thương luôn. Đó thì cô chú chị nào thấy cái lô đực thì cứ liên hệ số điện thoại để thông hình. Đó thì cái lô đực này thì chủ nhà cũng bán giá là 14.500. Đó 14.500 một con nghe cô chú chị. Đó 14.500 một con thì nói chung thì ba con này thì giá là 43.500. Đó giá là 43.500. Thì tính ra có 14.500 con cô chú chị. Con nào con nấy thì em nói chân móng thì hoàn thiện, không ốp xe là xuống rúng ruột gì. Đó con nào con nấy thì em nói đít nở dài nở thì khỏi nói luôn. Đó mặt thì mặt bự mặt cục. Đó tướng tá cấp mình nè. Đó thì bà con nào thấy giá cả hợp lệ thì mua ủng hộ ha. Thì trong đây thì có hai con pháp trắng của chú chị, với hai con pháp trắng vàng đó, với một con kia thì màu muốn đỏ 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 vàng ha. Nhưng mà con tổng đó thì con đó tướng tá thì đặc biệt lực luôn. Đó con nào con nấy thì chân móng sò xương sóc rất to. Đó thì cô chú chị nào thấy ưng đó thì đó cô chú chị, tướng tá cấp mình con nào nấy thì nó pin lực thì khỏi nói luôn. Đó thì tính ra là có 14.500 con à. Đó thì bà con nào thấy ưng thì cứ liên hệ số điện thoại để cùng hình. Đó còn muốn gặp anh chủ nhà trực tiếp thì điện cho em nhắn tin số chủ nhà cho cô chú chị điện trực tiếp ha. Đó bò chân móng hoàn thiện, không ốp xe là xuống rúng ruột gì cô chú chị. Đó không ốp xe là xuống rúng ruột gì. Thì chiều cao là từ 1m15 tới 1m18 bò hết rồi. Đó 1m15 là tới 1m18 bò rồi. Đó thì trước tiên thì em quay con đầu tiên nè. Đây con này em nói mặt mày khỏi nói luôn cô chú chị. Đó con này mặt mày nè, đây mặt nè. Đó em quay mặt từng con dai nè. Đó dai đôi đít nở dai nở nè. Đó dai là dai đôi nè. Đó mặt mày nè, mặt là mặt cục một bự nè. Đây con này nè. Đó này dạng dai nè. Đó con nào mấy cái dạng dai dạng đít nè. Thì nói chung thì con giữa thì nó hơi thua hai con bìa chút đó cô chú chị, còn con này thì có hơi nhún sần ha, con này thì pin lực thì khỏi nói luôn. Đó còn nào nấy tướng tá thì ít nở dài nở nè cô chú chị coi nè. Đó thì bà con nào ưng thì mình xem tới xem lưu cho kỹ đi. Đó, dài là dây đôi đít nở dài nở ha. Thì ba con này là dòng F1 không cô chú chị. Đây tướng tá nè. Đó tướng tá từng con nè, lông da bóng giận luôn. Đây chân, chân sau nè cô chú chị. Đó không ngộp xe là xuống rúng xuống ruột gì. Đó thì cô chú chị nào thấy ưng lưu được ba con này cái liên hệ xuống thòm lên tình hình chân trước nè. Đó dàn đít nè. Đó dàn đít nè cô chú chị thấy không? Đây cái dàn dai của nó nè. Đó bà con thấy cái dàn dai của nó không? Đó tướng tá thì đứng rất đẹp luôn cô chú chị, tướng tá đứng rất đẹp luôn. Đó thì bà con nào ưng thì mình xem tới xem lưu cho kỹ đi. Đó nói chung thiệt ưng mình nó mua ha. Thì trước khi hình em cũng thương lượng sách giá cho bà con mình hết rồi. Đó con giữa dàn đít nè cô chú chị. Đó tướng tá rất dài đòn luôn. Đó tướng tá rất dài đòn luôn. Chân móng là chân móng sò. Đó thì bà con nào thích ưng thì cứ liên hệ số điện thoại với tổng hành. Nó còn muốn gặp anh chủ nhà trực tiếp thì điện cho em nhắn tin số chủ nhà cho chú chị mình điện trực tiếp ha. Đó em lấy cái lô đực này giá rất yêu thương luôn của chú chị. Đó đực bò con này cái dàn đít nè. Đó đây cái dàn dai của nó nè. Bà con coi cái dàn dai dàn lưng của nó nè. Đó thấy cái dàn dai dàn lưng không? Đó bò vậy mà có 14.500 con con à. Đó thì bà con nào ưng thì mình xem tới xem lui cho kỹ đi. Tướng tá con này đứng rất khéo luôn. Đó, rất dai đòn luôn của chú chị. Đó con này thì dao động khoảng 1m15 bò nè. Đó dàn đít của nó. Đó tướng ta cấp mình cấp pin lực luôn. Đây chân móng nè. Đó chân móng là chân móng sò ha, xương sóc rất to. Thì trước khi em vô bò thì bà con mình có quyền kiểm tra bò. Đó mình kiểm tra trước khi em tốn tiền, mình kiểm tra có bú dồ bú cẳng hay không. Đó có thùng rúng thùng ruột hay không rồi bà con mình sẽ nhận bò ha. Con nào con nấy bản đùi lớn cô chú chị. Đó bản đùi
chỉ có thời điểm này mới gà bò mới có là mười mấy triệu một con thôi, chứ lúc trước là không có đâu cô chú chị. Đít này cái dàn dai dớ dằn, cái dàn dai của nó nè, hết biết cái dàn dai đó, dai là dai đôi, đít nở dai nở đó. Thì bà con nào ưng thì mình xem tới xem lưu cho kỹ đi, nói chung thiệt ưng mình không mua ha, thì trước khi hình em cũng thương lượng sách giá bà con mình hết rồi đó, thì bà con mình thấy giá cả hợp lệ thì mua ủng hộ em đó. Thì ba cái lô đực ba con này giá là 43.500.000 đó, con này tướng tá cấp mình, con này vô bột kiểu bồ mẫu luôn được cô chú chị đó, con này con ấy nè tướng tá cấp mình cô chú chị thấy không đó. Thì nói chung thì trước khi đó thì em vô bò đến thì bà con mình dắt con bò đi tới đi lui coi đi đứng thì hoàn thiện hay không đó, coi có tật lỗi gì không đó, nếu mà đi đứng không hoàn thiện thì bà con mình có quyền không nhận bò ha. Thì nói chung thì đi toàn ghép xe không cô chú chị, nếu mà bà con mình đi thì mình xin tới xin lui cho kỹ đi đó, nói chung thiệt ưng mình không mua ha. Đó, tướng ta cấp mình nó rất dài đòn, bò rất dài đòn cô chú chị, đỏ nè đó, tướng tá nè đó cô chú chị thấy không đó. Thì em kênh chăn nuôi bò Bến Tre phát sóng lúc 12 giờ trưa và 7 giờ tối ngày đó, thì bà con nào muốn mua bò vú béo hình sản vô 20 giờ có ưng thì điện cho em ha. Đít bán đùi lớn mông to đó, dai nở. Thì ba con này toàn là dòng F1 không biết cô chú chị đó, ba con này toàn là dòng F1 không à. Cái con đỏ này thấy vậy chứ con đỏ này pin lực dữ dằn luôn. Hai cặp mình chân móng nè. Đít nè. Đó cô chú chị thấy không? Đó thì hình ảnh về giá cả của lô đực kem em gửi đến thì đủ cho cô chú chị mình rồi. Đó thì cô chú chị nào thấy ưng thì cứ liên hệ số điện thoại nó tình hình. Đó, còn muốn gặp anh chủ nhà trực tiếp thì điện cho em xin tin số chủ nhà cho cô chú chị mình điện trực tiếp nha. Đó giá là 43.500.000. Đó, thì để bây giờ tiếp tục cái video đang bán ngày hôm nay. Rồi để tiếp tục cái video đang bán ngày hôm nay thì gửi cô chú chị hình ảnh của cái kem tơ ha. Đó thì con này thì được 10 tháng cô chú chị. Đó 10 tháng tuổi ha. Em nói chung thì nó dòng F1, dòng kiểu mẫu để mình làm giống sinh sản cô chú chị. Đó tướng tá kiểu mẫu rất đẹp luôn. Đó thùng dạo thì em nói chung thì mấy con bò sinh sản thì lựa mấy con thùng dạo của chú gì đó, thùng mấy con thùng dạo nó đẻ mới sai ha, còn mấy con cấp hình ống chứ nói chung vậy chứ nó sinh sản dở lắm của chú gì đó. Con này dòng F1 qua to sẽ đuôi lớn, chân móng là chân móng sò đó, chân móng sò chân cẳng đứng rất khéo luôn của chú chị đó. Bò thì 10 tháng tuổi, chiều cao là 1m24-26 bò, 1m24-26 bò đó. Thì con bò kem này thì chủ nhà bán giá là 15 triệu. Đó 15 triệu là bao ship cho cô chú chị tới nhà luôn, trong vòng 2 tâm số ha. Đó thì bà con mình thấy giá cả hợp lệ thì mua ủng hộ em. Đó, em nói tưởng tượng ta dáng dốc cấp mình, bò này rất đẹp luôn cô chú chị. Nó qua to. Đó thì nói chung thì dòng F1 thì nó dạng xuân. Đó, mặt mày nè. Đó sẽ mặt này cô chú chị. Đó sẽ lưng nè. Đó sẽ mặt sẽ lưng nè. Nói chung thì dòng bò lai chủ yếu giờ nó đẻ con mát sữa cô chú chị. Đây hết biết cái quà không? Đó quà to, cái đuôi lớn nè, chân móng là chân móng sò đó, rúng yếm nè đó, chân trước nè, bò này chân cẳng là đứng rất khéo luôn cô chú chị đó, chân cẳng là đứng rất khéo luôn đó. Thì bà con mình nếu mà mua để về làm giống sinh sản thì mình ưng mình xem tới xem lui cho kỹ đi đó, nói chung thiệt ưng mình đã mua ha. Đó chỉ có giá là 15 triệu nè, con này thì nói chung thì bán thì vẫn bằng giá B luôn cô chú chị đó, giá chỉ có 15 triệu tướng tá cấp mình nè. Đó 15 triệu là bao ship luôn. Đó bao ship của chú chị tới nhà luôn. Đó thì bà con mình thấy ưng, đó thì mua về để làm giống sinh sản ha. Em nói con kem này lông da bóng giận luôn. Đó, đít nở dài nở, hoa to. Đó, hoa nó nè, cái đuôi nè. Hết biết cái hoa luôn cô chú chị. Nói chung thì mấy con đó mấy cái hoa gì nè, nói chung thì xanh nở đồ nó dễ lắm. Chúng ta cấp mình thì rất đẹp luôn. Đó thì bà con nào thấy ưng thì mình xem tới xem lui cho kỹ đi đó, nói chung thiệt ưng mình đã mua ha. Đó vú thì em quan sát thì 4 vú đó, liền một màu luôn, vú thì 4 vú của chú chị. Đó, 15 triệu là bao ship luôn đó, bao ship cho cô chú chị tới nhà luôn. Quá.
Đó, cây đuôi nè. Ok. Dướng nè. Xương sóc này, nói con này xương sóc cối luôn. Con này nói chung thì sao lên tàn sát lớn luôn cô chú chị. Xương sóc cối luôn, tướng tá cấp mình nè. Đó, tướng tá cấp mình rất đẹp luôn. Đó, chân trước nè, chân chân cẳng nè, nó bò đóng chân cẳng bốn cái chân rất khéo rồi chú chị. Chân móng là chân móng sò, tướng tá cấp mình thì nó thùng thùng dạo. Đó. Thì bà con nào ưng thì mình xem tới xem lui cho kỹ đi. Đó, nói chung thiệt ưng mình không mua ha. Thì trước khi hình em cũng thương lượng sắc giá cho bà con mình hết rồi. Đó, tướng tá cấp mình. Đó, thì hình ảnh về giá cả của cái kem tơ lứa này em cũng đã gửi đến đầy đủ cho cô chú chị rồi. Đó, thì cô chú chị nào thấy ưng thì liên hệ số điện thoại đến màn hình. Đó, giá là 15 triệu, 15 triệu là bao ship cho cô chú chị tới nhà luôn. Rồi, để bây giờ tiếp tục cái video đang bán ngày hôm nay.